Xin chào cả nhà, chào quý ông bà và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung: bị bà Phương Hằng đá xéo trong livestream, Phi Nhung hôm nay đã lên tiếng như thế này nè các bạn. Cụ thể, không để cư dân mạng đồn đoán lâu dài, Phi Nhung đã chính thức lên tiếng về ồn ào là người được nhắc trong livestream vào tối ngày 5 tháng 6 với biệt danh Phi Phi cô nương. Mới đây trên Facebook cá nhân, ca sĩ Phi Nhung đã đăng tải dòng trạng thái thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Theo đó, cô tâm sự như thế này nè: chỉ sau một đêm ngắn, lòng Phi Nhung trở nên bất an lạ lùng với nhiều câu hỏi của người hâm mộ gửi cho mình. Không để cư dân mạng đồn đoán lâu, Phi Nhung đã chính thức lên tiếng về ồn ào là người được nhắc đến trong livestream vào 5 tháng 6 với biệt danh là Phi Phi cô nương. Nữ ca sĩ bày tỏ, lẽ thường Phi Nhung sẽ không lên tiếng về những chuyện không phải là của mình. Cái tên Phi Phi nào đó mà mọi người nhắc đến cũng không phải mình thì lại càng không được phép nhắc đến. Nhưng Phi Nhung thường được người hâm mộ của mình. Họ hoang mang về những thông tin đang lan truyền trên mạng và cho rằng hình như họ đang nhắc đến cô Nhung. Hỏi thì họ bảo mọi người đồn đoán thế. Vâng, tất cả chỉ là đồn đoán thôi. Miệng đời ác lắm các bạn. Suy nghĩ rất nhiều, Phi Nhung quyết định nói ra những điều này vì người hâm mộ của mình. Sau đó, nữ ca sĩ đã đưa ra nhiều bằng chứng cho việc này. Nữ ca sĩ cho rằng nhân vật thứ ba không xưng danh tính, không đề cập đến tên tuổi. Nhưng cư dân mạng lại cho rằng đang nhắc đến Phi Nhung. Vì vậy cô mong muốn nếu Phi Nhung là người bị nhắc đến thì các bên nên ba mặt một lời với bằng chứng cụ thể hơn là một bí danh nào đó mang tên là Phi Phi cô nương. Nữ ca sĩ cũng đang nhắc đến vấn đề làm từ thiện, dù đây đang là vấn đề nhạy cảm gây nhiều tranh cãi. Vấn đề từ thiện hiện đang là từ khóa cực kỳ nhạy cảm, nhưng không phải vì thế mà Phi Nhung trốn chạy nó. Phi Nhung chưa bao giờ tự cảm thấy rằng mình là người tốt, người tử tế, đã làm được nhiều việc tốt, tham gia các hoạt động từ thiện. Những gì Phi Nhung đang làm chỉ đơn giản là từ cái tâm của Phi Nhung mà thôi. Cảm thấy đó là việc mình cần phải làm. Nó chỉ đơn giản xuất phát từ cảm xúc cá nhân, làm được gì thì tôi làm mà thôi. Phi Nhung khẳng định cô không hề phân vân giữa những việc làm của mình vì mọi điều trong sạch. Cô sẵn sàng giải trình nếu những mạnh thường quân yêu cầu. Tuy nhiên đến giờ chưa ai yêu cầu cô làm điều đó nên cô không cần phải giải trình. Đó là điều tất nhiên. Nữ hoàng băng đĩa cũng bày tỏ quan điểm ai cũng có cuộc sống riêng tư, cần được tôn trọng dù là người nổi tiếng. Đó là cuộc sống văn minh và tri thức. Thế nên Phi Nhung càng không có lý do gì để giải bài với mọi người về cuộc sống của mình. Còn trường hợp mọi người cần biết nó quá tò mò quá thì con gái Phi Nhung còn đây, Phi Nhung cũng đang sống ở đây. Lời của người trong cuộc chẳng lẽ không đáng tin bằng những lời mà những người không biết mà cứ nói bóng nói gió à các bạn. Đó, Phi Nhung đã lên tiếng như vậy. Thì các bạn nghĩ sao? Là Phi Phi cô nương là Phi Nhung hay là Phi Nhung là Phi Nhung còn Phi Phi cô nương là Phi Phi cô nương? Thì hãy chờ xem bản tin kế tiếp. Rồi, cảm ơn các bạn.